custom thanh điều hướng mà không cần root. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Tech. Thì hôm nay mình sẽ có một cái thủ thuật để giúp cho các bạn có thể custom lại được cái thanh điều hướng, thanh navbar một cách rất là đẹp mắt, từ nền của navbar cho tới những cái icon của navbar mà không cần phải root. Trước đây nếu muốn làm được điều này thì các bạn sẽ cài root này, rồi cài exposure này, rồi cài bla rất nhiều thứ vào mới có thể custom được. Thì bây giờ đã có thể rất là dễ dàng rồi. Thì cái ứng dụng để chúng ta có thể làm, các bạn có thể tìm với từ khóa đấy là Stylish. Thì khi đó nó sẽ ra ngay đầu tiên đây, Stylish Customize Your Navbar, rồi Weather Widget. Thì tất nhiên đã có chữ Weather Widget này thì chúng ta sẽ có thêm những cái widget rất là hay tí nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cài đặt cho mình và chờ nó tải nhá. Sau khi đã cài xong thì các bạn sẽ tiến hành mở nó lên cho mình này, và nó sẽ yêu cầu những cái quyền như là quyền được ghi đè lên màn hình và quyền nọ quyền kia. Thì các bạn sẽ bấm vào đây cho mình enable này, sau đó thì các bạn sẽ cấp quyền cho nó đó. Tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu một cái quyền nữa thì các bạn sẽ ấn vào enable, sau đó thì chúng ta sẽ để vào dịch vụ được cài đặt Stylish, bật nó lên cho phép. Như vậy là chúng ta đã có thể tùy biến được những thứ về navbar cũng như là cái weather widget. Thì đầu tiên ở cái phần này chúng ta sẽ có một phần nữa là background. Khi kích hoạt nó lên các bạn sẽ có thể chọn được những cái background cho cái thanh status bar, thanh navbar của chúng ta. Thì có rất nhiều thứ, ví dụ như là người nhện này, hay là những cái đường kẻ này. Đó, rất nhiều thứ luôn. Và mình mong rằng là trong những phiên bản sắp tới thì cái ứng dụng này sẽ cho phép chúng ta đưa những cái bức hình của cá nhân vào, khi đó nó sẽ ok hơn. Thì ở đây mình sẽ lấy một cái nền màu xanh nhá. Và tiếp theo thì các bạn sẽ có thể là tùy biến được icon. Khi mà mở lên thì chúng ta sẽ có rất nhiều icon hoa lá cành này, hay là trái tim này. Đó, và đây thì là những cái icon liên quan đến Pikachu. Và nếu như các bạn đã muốn Pikachu hẳn thì ở trên phần background chúng ta cũng sẽ có đây, background Pikachu, nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Và do cái chiếc máy này thì cái phần navbar của nó hơi dày nên là nhìn hơi thô. Đối với những chiếc máy có navbar mỏng hơn thì chúng ta sẽ có những thứ khi mà cài lên nó sẽ ok hơn. Thì đây, ngay phần đây sẽ có thêm một cái phần đấy là battery status. Khi mà kích hoạt lên thì nó sẽ thông báo cho chúng ta là cái thời lượng pin của bao nhiêu. Ví dụ như ở đây thì của mình còn đâu đó khoảng tầm 29%. Thì đây, nó hiển thị đúng 29%, 1/3 thanh. Đó, rất là hay đúng không ạ? Thì với ứng dụng này các bạn có thể tùy biến cá nhân hóa cái thanh navbar của chúng ta một cách tốt hơn, và có thể thêm nền các thứ này kia để cho cái thanh navbar nó sẽ không bị nhàm chán quá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một phần nữa đó là widget. Thì đây sẽ là widget weather, tức là cái cửa sổ thông báo thời tiết. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lấy một cái widget. Nó sẽ load hơi lâu bởi vì là server này thì có thể nó đặt ở bên nước ngoài nên là khi mà mình bấm vào load hơi bị lâu, mặc dù là wifi nhà mình cũng wifi mạnh đấy chứ. Sau khi nó đã load được rồi thì chúng ta sẽ có đây một số những thông tin như là nó sẽ yêu cầu chúng ta cho truy cập về vị trí thì các bạn sẽ bấm vào luôn luôn. Khi mà on lên thì nó sẽ tự động cập nhật vị trí của chúng ta vào đây, còn nếu như không thì các bạn sẽ off nó đi và các bạn sẽ chọn một cái thành phố. Đó, thì chúng ta sẽ cứ để on nhá. Sau khi mà các bạn đã chọn xong hết tất cả các thứ rồi các bạn sẽ bấm vào cộng này. Rồi tiếp theo lấy cái widget ra kiểu gì thì đây nó sẽ hiện lên, bạn có muốn thêm vào màn hình trò hay là không thì các bạn sẽ bấm vào thêm. Sau khi thêm vào thì nó sẽ add ở bên nào đây chưa thấy. Nếu như mà chưa thấy thì các bạn sẽ bấm vào đây widget, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào Stylish, rồi các bạn kéo nó vào đây, kéo vào một vị trí mà các bạn muốn. Khi đó chúng ta đã có một cái widget đây nó nằm ở ngay đây này. Thì đây chúng ta đã có một cái widget rất là đẹp rồi, thay vì việc là phải sử dụng cái widget cố định theo máy mà nhà sản xuất cung cấp. Thì như vậy mình đã mang đến các bạn một cái ứng dụng để giúp cho các bạn có thể là tùy biến cái chiếc smartphone theo sở thích của các bạn mà không cần phải root. Thay vì trước đây thì các bạn sẽ phải cài khá là nhiều những cái ứng dụng liên quan đến root, rồi exposure này, rồi này kia. Mình cũng không nhớ lắm bởi vì là mình cũng đã bỏ những cái ứng dụng root cách đây 3-4 năm rồi. Và các bạn cảm thấy video này hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của The Tech. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.